Lạ thật. Sao mình không ra khỏi khu rừng này được nhỉ? Cái này là cây củ cải lúc nãy mình thấy mà. Lần này sẽ nhổ được chứ? Lần đầu tiên mình thấy củ cải to thế này. Cái này là quà à? Theo ta đi nấu canh củ cải thịt bò nào. Ông cũng biết nấu canh à? Thế nhưng ông là ai vậy? Người vất vả rồi. Không có gì ạ, đó là trách nhiệm của quản gia như tôi mà. Thế còn cậu, cậu muốn đến làm đệ tử của ta? Con đã tự mình luyện tập, nhưng còn thiếu sót rất nhiều. Con đến đây mong sư phụ chỉ dạy cho con. Dạ thế, cái này là gì vậy? Trên đường đến đây, có thấy một cây củ cải kỳ lạ, nên con đã nhổ về xin tặng cho sư phụ. Cái này người đã nhổ bằng chính sức của nhà ngươi chứ? Vâng, một cách dễ dàng ạ. Cứ thế nhổ à? Cái này thú vị đấy. Trong mắt ngươi nó là cái gì? Không phải là củ cải sao ạ? Sư phụ nhìn đi. Đúng vậy, trong mắt người bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng... trong này là những yêu quái bị nhốt. Ngày xưa để cứu nhân loại, có một vị pháp sư đã bắt chúng và nhốt vào đây. Vị pháp sư đó đã bắt tất cả bọn chúng và nhốt vào đây. Dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy được. Vậy mà thứ quý giá này đã ở trong tay ta. Những con yêu quái đó nếu thả ra ngoài một cách tùy tiện, nó sẽ khiến cả thế giới này đảo lộn. Nhưng nếu điều khiển được thì chúng sẽ là những thủ hạ có ích. Ta sẽ thả ra một con để cậu đấu thử nhé. Vâng, nhưng nếu con thắng, sư phụ phải nhận con làm đồ đệ. Ta không nói hai lời. Hay là mình mua bánh bao rồi cho Mio-san? Nhắc tới Mio-san, mình lại quên là cậu ấy đang đợi. Mio-san à, cậu đợi lâu rồi đúng không? Cậu lại đến muộn rồi. Mình xin lỗi, vì còn phải học bài học của sư phụ Nudok. Sư phụ nói nhiều lắm. Có ma vừa qua đây sao? Ma, giữa ban ngày ư? Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Ban ngày cũng có ma mà. Rõ ràng mình đã nhìn thấy. Thật là thần kỳ. Có thể làm vậy được chứ? Lần đầu tiên cậu nhìn thấy à? À không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người bằng tuổi với mình làm thôi. Tờ giấy dán trên hòn đá đó, có thể cho tôi một tờ được không? Đó không phải là cái sử dụng tùy tiện được đâu. Người ngốc nghếch như cậu thì lại càng không. Anh nói ai ngốc nghếch? Đúng vậy. Đứa bé này là bạn cô đấy à? Phải, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Bạn bè là phải giúp đỡ được cho nhau. Cậu ta thì tôi nghĩ chẳng giúp được gì cho cô đâu. Anh nói gì cơ? Từ hôm nay tôi sẽ là bạn thân nhất của cô. Cái gì cơ? Hãy mở to mắt ra mà nhìn. Cô sẽ không tìm được người bạn khác làm như tôi đâu. Tôi không quan tâm. Sao cái nhà tự nhiên lại bay lên thế kia? Trời đất ơi, nhà bay lên trời. Nhà của tôi mà. Hỏng hết rồi. Ha ha ha!
Nếu tôi đưa người nhà trở về chỗ cũ, cô phải cắt đứt với tên nhóc đó và làm bạn của tôi. Đúng là nực cười. Cô hứa rồi đấy. Đi thôi. Một thôi eo mấy đó đã đâu mất tiêu rồi. Tên đó dám nói xấu mình trước mặt Mio Son sao? Ta sẽ không để nhà ngươi đắc ý đâu. Ôi, cao quá. Ta là Gosu của những phép thuật. Là Gosu giỏi nhất thế giới này. Ra đây và đấu với ta này. Ta bảo ngươi ra và đấu với ta mà. Là ai? Tên nào đã thách thức ta? Tại sao gọi ta dậy mà không xuất hiện hả? Ta ở đây nè. Ngươi làm gì đấy? Đúng là nực cười. Không có bùa thì hãy cho đối thủ chứ nhỉ. Biến thành đá. Đúng là ngốc. Người có biết chủ nhân của cây gậy này là ai không? Cây gậy này chỉ nghe theo lệnh của ta mà thôi. Không phải cao vừa đâu. Sư phụ, con lại biến thành nhỏ hơn rồi đúng không? Đúng là một đứa trẻ đáng thương. Những gì đã học con vứt đâu hết rồi. Không phải dùng tóc mà hãy dùng đầu để suy nghĩ. Không phải dùng tóc mà con đâu biết phép thuật gì nữa. Với một yêu quái kỳ lạ như thế thì phải dùng đầu. Nhưng có tác dụng gì chứ? Trước đây sư phụ dạy cho con một chút phép thuật thì có phải tốt biết bao nhiêu không? À đúng rồi. Nước, mang nước cho ta. Ngôi nhà này xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy? Ta đã mang từ trong làng đến. Vậy sao? Việc đó thì ai chẳng làm được. Ý ngươi là sao? Ngươi cũng làm được sao? Không có gì là không thể. Tôi còn có thể di chuyển ngôi nhà này về vị trí ban đầu được cơ. Sao? Vậy ngươi làm thử đi. Được thôi, nếu tôi có thể làm cho ngôi nhà quay trở lại vị trí ban đầu thì ông không được quấy phá nữa. Tốt thôi, nhưng nếu ngươi không làm được thì ta sẽ biến ngươi thành yêu quái. Được thôi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ta đang làm phép thuật mà. Phép thuật ư? Người còn chưa biết phép thuật là gì đâu. Có phải tại sương mù không? Mình không tập trung được. Không được rồi. Ông hãy cho ngôi nhà về chỗ cũ cho tôi. Cái gì? Không lẽ việc ông rời ngôi nhà đến đây là nói dối? Ngươi nói gì? Bây giờ ngươi đang nghi ngờ ta đó à? Theo ta ngay. Xuất phát. Bay lên rồi. Ngôi nhà đã bay lên trời. Thật là thích thú. Cái gì đây? Mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi? Ngôi nhà quay trở lại rồi.